Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với rất nhiều những thông tin đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì tại tỉnh Bình Định đang xảy ra những trận mưa lớn và gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân nơi đây. Tại tỉnh Bình Định, mưa lớn những ngày vừa qua đã gây ngập lụt nhiều nơi. Mưa lớn đã làm sạt lở núi trên tuyến quốc lộ 1D và gây ngập sâu trên quốc lộ 1A, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình di chuyển và đời sống của người dân. Tại nhiều nơi trên địa bàn của tỉnh Bình Định, mưa lớn đã khiến cho các tuyến đường nhà dân ngập sâu trong nước lũ. Nước lũ cũng tràn xuống quốc lộ 1A, đoạn qua đường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, khiến cho giao thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Tại thành phố Quy Nhơn, mưa lớn cũng đã gây sạt lở núi trên tuyến quốc lộ 1D thuộc phường Gành Ráng. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng khiến cho nhiều khối đất đã bất ngờ đổ xuống đường, chắn ngang quốc lộ 1D. May mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.